Cô ơi, chú ơi, mua măng đi. Mấy ngọn măng nứa to đấy. Măng bơm măng rồi. Trên rồi đấy à? Có ngay. Giao tiền chuẩn. Bà thì hỏi bà. Hả? 5.000 hai ngọn á? Bán ngọn á? Không bán cân à? Cái này là phải bán cân. Bán ngọn biết là nào, những cái ngọn bé bé này mày bán bao nhiêu? Nhưng ngọn này thì mới ngon này. Ngọn này toàn ống. Như này. Bao nhiêu cái măng? À, 5.000 là bao nhiêu nghìn? 5.000 một cái. À. Hai cái 10.000 à? Chọn hai cái. Sao cho tiền? Cho lại. Lấy một cái cho một cái nữa. Cho cả cái đi, cho cả cái đi. Từ nhá, ra quay, ra quay, đi cả. Nó có vải thì vải nó khẽ nhở. Ồ, quá, chưa.
Mà ăn thì phải tuyệt vời, không biết hạt nào. Mà cô ơi, cô đang bị... Cô ơi, có phải túi đâu. Cầm như thế này để ra bóc luôn rồi. Bắt năng à cô? Bắt tiền một cây này. 10.000 được 2 cây à? Ấy, đi về để nấu ăn thôi nhé. Thank you.
Thank you.